Ở đây người ta cho chúng ta là axit palmitic. Axit palmitic là C15H31COOH. Khi đốt cháy thì chúng ta sẽ tạo ra CO2 và nước. Và khi tác dụng với NaOH thì cần tỷ lệ mol là 1:1. Và ở đây này, C15 với 1 là 16, như vậy tạo ra 16 CO2. 31 cộng 1 là 32, 32 chia cho 2 thì tạo ra 16 nước. Tiếp theo là C17H35 là axit stearic COOH. Chúng ta tạo ra CO2 nước. Ở đây chúng ta có 17 cộng 1 là 18, chúng ta tạo ra 18 CO2. 35 cộng 1 là 36, 36 chia 2 là 18, 18 mol nước. Khi tác dụng thì cần 1 mol NaOH. Và ở đây là gì? Người ta nói là khi cho A tác dụng với NaOH thì thu được hai muối. Hai muối điều chứng tỏ là trong X của chúng ta chỉ có chứa hai gốc là C15H31 và gốc C17H35COO tất cả 3 C3H5. Đây là CO2 và đây là nước và đây là NaOH. Ở đây em lưu ý này, ở đây chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là gì? Đó là nó sẽ đi từ hai góc C15H31 hoặc 215 và 117 hoặc ngược lại 115 và 217. Như vậy thì giả sử trường hợp thứ nhất là thằng đi từ hai góc C15 và một góc C17. Khi đó số C của thầy bây giờ sẽ là 15 nhân 2 cộng 17 cộng cho 6. Mười lăm nhân 2 cộng 17 cộng cho 6 là 53 H. Ở đây em lấy 31 em nhân cho 2 cộng 35 cộng cho 5 102 ô 6. Khi đó hệ số của CO2 bây giờ sẽ là 53. Nước bây giờ là em lấy 102 em chia cho 2. Đây nó sẽ bằng 51. Về phân tử khối của C15H31COOH thì nó là bằng 256. Đấy là thằng này hơn cái C17H35, là hơn thằng kia là hai nhóm, hơn nhau là nhóm C2H4, hay nó khác là hơn kém nhau 28 DBC. Do đó em lấy 256 cộng cho 28 thì bằng 284. Nếu mà là công thức này là C53H102O6 là bằng 834. Rồi bây giờ em ta nghe. Ở đây tôi sẽ đặt số mol, đây là A mol, đây là B mol và đây là C mol. Khi đó mình sẽ có là 16A, 16A, 18B, 18B, 53C và 51C. Khi đó em giải hệ thứ nhất là tổng, em giải hệ ba ẩn, hệ thứ nhất đó là khối lượng hỗn hợp 68,2 gam. Cái thứ hai là số mol CO2 4,34, nước 4,22, 256 xA cộng cho 284B, 834C, 68,2. Số mol CO2 là 16A, 18B, 53C, 4,34. Thằng kia là 16A, 18B, 51C, 4,22. Ở đây mình tính x là bằng âm 1/25, a bằng âm 1/25, y là bằng 0,1 và b bằng 0,1 và c là bằng 0,06. Khi nó âm thì chúng ta sẽ bỏ đi, và khi đó chúng ta sẽ biến cái vị trí này thành 1C15H31 và 2C17H35. Đó, khi đó chúng ta tính lại cái chỗ công thức phân tử. Khi công thức phân tử rồi, chúng ta sẽ chỉnh lại CO2 và nước. Như vậy ở đây em sẽ lấy như sau.
Em sẽ tính số carbon. Em lấy 12. Rồi. Số carbon là bây giờ 15 cộng 17 nhân 2 cộng cho 6. Thì số carbon bây giờ là 55. Hydro. Hydro thì em lấy 31 cộng 35 nhân 2 cộng cho 35 nhân 2 cộng cho 5. Thì nó là bằng 106. Rồi. Khi đó chúng ta tính lại phân tử khối C55H106O6 bằng 862. 862. Đó. Thì khi đó C chúng ta bây giờ là CO2 bây giờ tạo thành là 55. Nước bây giờ là 50 53. Như vậy ta sửa đây thành 55 và đây thành 53 là xong. Chúng ta bấm lại đây. Khi đó chúng ta tính được A là bằng 0,02, B bằng 0,04 và C bằng 0,06. Đó. Thì chuyển qua NaOH ở đây là 0,02, đây 0,04. Ở đây cần 3 NaOH phản ứng. Em lấy 0,06 nhân cho 3 là 0,18. Chúng ta có 0,2 với 0,18 là 0,2 cộng cho 0,04 là 0,24. Đúng như đề. Như vậy ta đã làm đúng. Được chưa? Rồi, như vậy cái đó mình sẽ tạo ra hai muối. Đó là gì? Đó là C15H31 COONa và C17H35 COONa. Số mol như sau: 002 cộng cho 006 là 008. Tiếp tục, mol này là 004 cộng cho 006 nhân 2. 0,04 cộng 0,06 nhân cho 2 là bằng 0,16. Rồi, đây là Y, đúng không? Đi yêu cầu chúng ta là muối, tính phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Y. Đó là tính gốc C15H31 COONa. C15H31 COONa. Ở đây là bằng 278. Rồi, bên này em cộng cho 28 nữa thì nó là 306. Rồi, khi đó chúng ta sẽ có như sau. Phần trăm của C15 có trong Y. Em sẽ lấy như sau. 278 nhân 0,08 nhân 100 chia cho 278 0,08 306 016. Đó. 278 nhân 0,08 nhân 100 chia cho 278 nhân 0,08 cộng 306 nhân cho 0,16. Ở đây mình tính được là bằng 31,23. 31,23%. Như vậy gần nhất đó là 31. Rồi cái làm này thì không có cái làm nào tối ưu hơn nữa. Chúng ta có thể tham khảo nhiều cái làm khác.